lần thứ 29 tại buổi lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 có sự góp mặt của lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao cùng đông đảo các huấn luyện viên, vận động viên của nhiều bộ môn thể thao tham dự SEA Games 29. Trong không khí trang trọng, đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã bày tỏ sự trân trọng và gửi lời chúc thành công đến đoàn thể thao Việt Nam. Trong mỗi bước đi của các bạn luôn có sự dõi theo và cổ vũ của hàng triệu trái tim người yêu thể thao nước nhà. Mỗi tấm huy chương giành được tại SEA Games lần này lời thêm đầy ý nghĩa với gia đình, nhân dân và đất nước. Tại buổi lễ trọng thể hôm nay, một lần nữa tôi chúc đoàn thể thao Việt Nam tự tin quyết thắng, thành công và giành được kết quả cao tại SEA Games 29. Xin chân trọng. Vận động viên Vũ Thành An, người có vinh dự cầm cờ tổ quốc tại lễ khai mạc SEA Games 29, cũng thay mặt cho 475 vận động viên bày tỏ quyết tâm của mình. Thay mặt cho toàn thể vận động viên Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần 29 tại Malaysia, tôi xin hứa tuyệt đối tuân thủ các quy định của đoàn thể thao Việt Nam và các quy định của đại hội, thi đấu trung thực, hết mình, tự tin, mưu trí và sáng tạo trong từng trận đấu, giành từng huy chương về cho đoàn thể thao Việt Nam. Vì sự phát triển của thể thao Việt Nam, vì vinh quang của tổ quốc, xin thưa. Tham dự đại hội năm nay, đoàn thể thao Việt Nam cũng nhận được sự đồng hành của rất nhiều đơn vị tài trợ cũng như các tổ chức xã hội, qua đó động viên tinh thần toàn thể các vận động viên Việt Nam chinh phục thành công ở SEA Games 29. Đây là một cái niềm rất tự hào, cái sản phẩm của Việt Nam sản xuất, người Việt Nam chúng ta sản xuất ra những cái sản phẩm như vậy. Cái hình ảnh đấy được tới với các bạn bè quốc tế giới thiệu đây là những cái bộ sản phẩm thể thao mà do chính người Việt Nam chúng ta sản xuất. Đấy là cái điều rất là vinh dự. Lễ xuất quân năm nay được tổ chức trang trọng như một lời hứa trước Tổ quốc và người hâm mộ thể thao cả nước, đồng thời thể hiện quyết tâm của đoàn thể thao Việt Nam sẽ thi đấu hết mình để đạt được thành tích tốt nhất. Khép lại buổi lễ, lá cờ Tổ quốc đã được Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao cho trưởng đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 29 là ông Trần Đức Phấn. Đây vừa là niềm vinh dự, đồng thời là trọng trách mang vinh quang về cho đất nước. Theo nhận định của giới chuyên môn, để hoàn thành mục tiêu giành vị trí thứ 3 toàn đoàn, thì đoàn thể thao Việt Nam phải phấn đấu giành được khoảng 60 huy chương vàng ở kỳ SEA Games năm nay. Đây là một mục tiêu có phần khá khiêm tốn nếu so với các kỳ SEA Games trước. Tuy nhiên, ở bối cảnh hiện tại thì đây vẫn là điều không dễ để hoàn thành. Hy vọng rằng với buổi lễ xuất quân hoành tráng này, các vận động viên của chúng ta sẽ được tiếp thêm sức mạnh và có được một kỳ SEA Games thực sự thành công.